Ngày 7 tháng 4, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn clip ghi lại cảnh một thanh sắt từ khu nhà cao tầng đang xây dựng rơi trúng đầu một người phụ nữ đi đường khiến người xem giật mình. Vụ việc xảy ra trên đường Nguyễn Văn Cừ, phường Tân Lập, thành phố Buôn Ma Thuột. Thời điểm trên, người phụ nữ đang lái xe máy trên đường thì bị một thanh sắt từ trên cao rơi trúng đầu. Tai nạn khiến nạn nhân té xuống đường, bị thương. Theo ghi nhận, tại số nhà 288 đường Nguyễn Văn Cừ, thành phố Buôn Ma Thuột có một công trình nhà cao tầng đang xây dựng. Những người dân sống gần khu nhà này cho biết vụ việc trên xảy ra vào khoảng 17 giờ ngày 5 tháng 4. Rất may, người phụ nữ chỉ bị thương nhẹ và được người dân đưa đến bệnh viện thăm khám. Ngoài việc rơi trúng người phụ nữ, thanh sắt cũng khiến một ô tô bị hư hỏng. Lãnh đạo Ủy ban nhân dân phường Tân Lập, thành phố Buôn Ma Thuột cho biết, công trình đang xây dựng trên là của một công ty dược. Công trình này có đầy đủ giấy phép và các hồ sơ liên quan. Về thông tin thanh sắt rơi từ công trình xây dựng khiến người đi đường bị thương, vị lãnh đạo Ủy ban nhân dân phường Tân Lập cho biết chưa nắm cụ thể và ngày 8 tháng 4 sẽ cho các bộ phận chức năng kiểm tra để nhắc nhở phía công trình phải đảm bảo an toàn khi xây dựng.